Tử vi tuổi Giáp Tý 1984, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích trên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 hay còn gọi là Ốc Đính Chi Thử, chuột trên nóc nhà, ngũ hành nạp âm thuộc kim. Theo đó, đây là con chuột của sự trái ngược. Tuổi Giáp Tý học rất giỏi, kiến thức rất nhiều nhưng lại không thành công bằng con đường học vấn. Tuổi thiếu thời, họ hay gặp tai ương, cha mẹ phải nuôi dưỡng nhiều, mệnh tiềm ẩn số phận làm con nuôi của người khác. Họ thường rất thông minh, lanh lợi, cuộc sống từ trung niên trở đi thì nhiều thành công ngoài mong đợi. Đại diện cho Giáp Tý là hình tượng của chuột trên nóc nhà, tức là anh chị tuổi Giáp Tý ẩn chứa số mệnh dễ dàng no đủ, giàu sang. Tuy nhiên, sự phải trốn chui lủi của chuột nhà cũng hay ứng vào mệnh này. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi anh chị tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Giáp Tý trong 6 tháng cuối năm 2021, vận trình của tuổi Giáp Tý trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vận sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của anh chị tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Xem tử vi của anh chị tuổi Giáp Tý trong nửa cuối năm 2021 cho thấy anh chị sẽ gặp cục diện Tý Sửu nhị hợp có thể đem lại nhiều cơ hội tốt. Tuy nhiên, tuế can hình thành nên cục diện ấn khắc quan cũng đem lại những tác động nhất định. Về cơ bản, anh chị vẫn phát huy được sở trường của mình, được cấp trên yêu mến và tôn trọng. Việc hợp tác với đồng nghiệp, đối tác diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, anh chị vẫn phải chịu một số ràng buộc nhất định, không thể tự do làm mọi việc theo ý muốn của mình. Ngoài ra, trong thời gian này, nhân duyên của anh chị sẽ phát triển tốt. Trải qua một vài khó khăn, trắc trở, anh chị có thể nhận ra ai là bạn bè thực sự tốt hoặc đem lại tác động tích cực đối với mình. Đặc biệt, để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế, thì thầy Gia Cát khuyên anh chị tuổi Giáp Tý nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của anh chị tuổi Giáp Tý trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Theo tử vi nửa cuối năm 2021, anh chị sinh năm Giáp Tý có thể phát huy được năng lực của mình trên những lĩnh vực quen thuộc, giúp anh chị nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Nếu hợp tác hiệu quả với mọi người xung quanh, anh chị có thể khắc phục được mọi khó khăn, thậm chí đạt được thành quả đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, trước khi bắt tay vào làm việc gì, anh chị cũng cần chú ý quan sát tình huống và thái độ của mọi người xung quanh mình. Không thể làm việc quá tự do theo ý thích cá nhân vì điều đó có thể gây ảnh hưởng không tốt tới tập thể. Đặc biệt, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, anh chị tuổi Giáp Tý hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp anh chị đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp anh chị xua đuổi những hung tinh, hóa giải phần hận, đồng thời sẽ giúp anh chị tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ anh chị phát triển công việc trong thời gian này.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính của anh chị tuổi Giáp Tý trong nửa cuối năm 2021 ổn định, có dấu hiệu gia tăng khi chế độ đãi ngộ trong công việc được nâng cao. Nhờ vào sự cố gắng phấn đấu của mình, anh chị có thể đạt được mọi điều mà mình đã đặt ra từ trước đó. Ngoài ra, những anh chị đang làm trong lĩnh vực đầu tư cũng có thể đưa ra những nhận định đúng đắn, nắm bắt đúng thời cơ, khiến khoản tiền về túi khả quan. Để kích vượng vận tài lộc trong thời điểm này, anh chị cần sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho anh chị. Đồng thời, khi pháp khí mang bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư, làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Trong nửa cuối năm 2021, chuyện tình cảm của anh chị sinh năm 1984 tiến triển tương đối tích cực. Tuy nhiên, chị tuổi Giáp Tý sẽ có nhiều cơ hội kết giao, làm quen với người khác giới hơn là anh tuổi Giáp Tý. Nếu muốn tiến tới quan hệ với một ai đó thì anh chị cần chủ động dựa vào mối quan hệ của mình, không thể mãi bị động chờ đợi một người nào đó sẽ xuất hiện. Còn với những anh chị đã lập gia đình thì thời gian này duy trì cuộc sống hài hòa, êm ấm, dù đôi khi chuyện cãi vã, mâu thuẫn là khó tránh, song cuối cùng đôi bên vẫn tìm được cách dung hòa, thấu hiểu và tha thứ cho nhau. Ngoài ra, để kích hoạt tình duyên, thầy phong thủy khuyên anh chị tuổi Giáp Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, phong tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực của tam hợp khí sẽ giúp anh chị đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ và cải vận đào hoa cho anh chị trong năm. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong nửa cuối năm 2021, công việc bận rộn gây tổn hại không ít thì nhiều đến sức khỏe của anh chị tuổi Giáp Tý. Dù vẫn còn trẻ tuổi, anh chị cũng không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Đôi khi, những tình huống bất ngờ xảy ra khiến anh chị trở tay không kịp, gây ảnh hưởng đến tâm lý, khiến anh chị nhanh chóng mệt mỏi, chán nản, gây ảnh hưởng đến da cũng như mắc một vài căn bệnh vặt. Vậy nên trong thời điểm này, anh chị hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp anh chị khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt, giúp tâm được thanh tịnh. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang đến sức khỏe và bình an cho anh chị trong thời gian sắp tới. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của anh chị tuổi Giáp Tý trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát đình tháng của anh chị qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Bước sang tháng 7 âm lịch, anh chị tuổi Giáp Tý may mắn có tam hợp quý nhân phù trợ, lại thêm quan ấn tương sinh, rất có lợi cho công việc làm ăn của anh chị. Nhờ điều đấy mà khó khăn trong công việc được tháo gỡ, các mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp thêm phần hài hòa, được cấp trên đánh giá cao và đề bạt thăng chức, đề xuất tăng lương. Sức khỏe của anh chị trong thời gian này cũng được cải thiện đáng kể, người ốm nhanh khỏi bệnh, nhất là những ai vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nào đó. Có điều, anh chị cần thận trọng khi đi xa, đề phòng tai nạn xe cộ. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Sức khỏe của anh chị tuổi Giáp Tý trong tháng này có phần giảm sút, nhưng bù lại, công việc tiến triển khá thuận lợi. Chuyện kinh doanh, đầu tư thuận lợi hơn trước. Trong tháng 8 âm lịch, anh chị sẽ thu về không ít tiền lãi. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Sang tháng 9 âm lịch, chính tài đương vượng. Chỉ cần anh chị tuổi Giáp Tý tập trung làm tốt công việc hiện tại, thì anh chị cũng kiếm được bộ tiền. Đây là thời điểm anh chị có thể mở rộng quy mô công việc. Nếu muốn chinh phục lĩnh vực mới, cũng có thể thử sức. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tử vi có cho thấy áp lực tiền bạc trong tháng khá lớn. Anh chị tuổi Giáp Tý kiếm tiền không dễ dàng, phải nỗ lực gấp nhiều lần so với bình thường mới đạt được mục tiêu. Điểm sáng trong tháng là vấn đề sức khỏe được cải thiện. Dù cuộc sống áp lực là thế, nhưng chỉ cần anh chị suy nghĩ tích cực, không ngừng nỗ lực, cuối cùng cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Do chịu tác động của lưu nguyệt thái tuế, tháng này anh chị tuổi Giáp Tý có chút áp lực về tinh thần. Theo đó, chuyện tình cảm và gia đạo gặp không ít rắc rối. Đổi lại, có quan ấn tương vượng. Công việc của anh chị tiến triển tốt, hứa hẹn
ký kết nhiều hợp đồng giá trị. Bản thân vừa có tiền bỏ túi, lại vừa được cấp trên trọng vọng, đề bạt thăng tiến. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Nhìn chung vận trình tháng cuối cùng của năm Tân Sửu trôi qua khá nhẹ nhàng đối với anh chị tuổi Giáp Tý. Được lục hợp quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi, thậm chí xuất hiện bước nhảy vọt mới. Chuyện làm ăn gặp thời, gặp vận, lại thêm quý nhân phù trợ nên nhiều cơ hội kiếm tiền. Từ giữa tháng, vận khí vượng, tiền đổ về túi của anh chị ầm ầm. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của anh chị tuổi Giáp Tý trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và lá số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn anh chị tuổi Giáp Tý. Anh tuổi Giáp Tý trong thời gian 6 tháng cuối năm bị hung tinh thổ tú chiếu mệnh, sau này thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng, có kẻ ném đá giấu tay, sinh ra thư kiện. Xuất hành không thuận, gia nợ bất hòa, chăn nuôi khó khăn, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 8 âm lịch. Không những vậy, anh còn phải chịu hạn ngũ mộ trong thời điểm này. Hạn ngũ mộ chủ về hao tài, bất an. Anh chớ mua đồ lậu, không có hóa đơn và đừng cho ai ngủ nhờ, chủ về tai may, vạ gió, phòng mất của. Bên cạnh đó, chị tuổi Giáp Tý cũng bị sao Văn Hớn chiếu mệnh. Khi gặp sau này thì chuyện làm ăn và mọi việc đều trung bình, sẽ vướng khẩu thiệt, thị phi. Chị cần đề phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mù miệng, gặp tai hình, thư kiện. Chị cũng cần đề phòng hạn ngũ mộ trong thời gian này. Khi gặp hạn ngũ mộ, chị cần chủ động đề phòng bị mất trộm tiền của. Đồng thời, chị cần cẩn thận khi mua hàng hóa, tránh bị lừa đảo hoặc mua phải hàng kém chất lượng khiến tiền mất, tật mang. Thứ hai, nội dung căn niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của anh chị tuổi Giáp Tý trong thời điểm này bao gồm sao Thiên Mã, báo hiệu dịch chuyển nhiều về cả suy nghĩ cũng như nơi ở, nơi làm việc. Và sao Điếu Khách mang điềm báo gia đình có chuyện buồn khóc. Cùng tam hợp lại quy tụ nhiều sao xấu như Tăng Môn, Đại Hao, Tuế Phá, Thiên Hư, gây hao tán tiền của, cản trở công việc, gây tai nạn bất ngờ, đồng thời gia đình có tang chế. Cung xung chiếu thì gồm có các tinh thiên phúc, long trì thúc đẩy nhân duyên tốt, nhưng các hung tinh tuần, triệt, quan phù, thiên khốc lại báo hiệu sự trắc trở, khó khăn, gia đình có người đau yếu. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của anh chị tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.